Alo alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép kể cho quý vị một cái câu chuyện ngắn nói về cái chuyện tình của một cái cô gái mới vừa lấy chồng. Cô ấy nói rằng chán quá, chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền. Thì đây là cũng là một cái nỗi khổ của rất là nhiều cặp vợ chồng. Và cô ấy than vãn với người bạn của mình và đang không biết tìm cách nào để giải quyết cái vấn đề này, bởi vì đây là cũng là cái vấn đề mà đau đầu mà khổ tâm nhất luôn. Trời ơi trời, chưa ra đến chợ mà đã rơi hết tiền, chịu đời sao thấu quý vị ơi. Thì cái cô gái này cổ mới vừa lấy chồng được khoảng chừng đâu 6 tháng thôi. Thì kế bên nhà có một cái cô bạn. Cô bạn này thì có chồng lâu rồi, nhưng mà hai vợ chồng họ sống hạnh phúc lắm, có với nhau một đứa con trai. Thì lúc mà lấy chồng xong rồi thì về thăm mẹ đó. Thì kế bên nhà có nhỏ bạn sẵn ghé thăm. Thì nhỏ bạn nó lâu ngày gặp lại, nó mới hỏi: "Uê, vô nhà tao chơi nè. Trời ơi, mày lấy chồng sao dạo này tao thấy mặt mặt mày mày sao mà nó tiều tụy hốc hác quá vậy? Rồi lấy chồng có hạnh phúc không? Tại thấy chồng mày cũng nhìn tướng tá đẹp trai ngon lành là chắc vợ chồng chắc hạnh phúc lắm hen." Kỳ cô bà cô này cũng đẹp lắm, mới lấy chồng mới có mấy tháng à. Mà nghe ta cái nhỏ bạn hỏi xong mặt bả bí xị buồn hiu rồi nè. "Trời ơi, hạnh phúc gì mày ơi, chán muốn chết luôn vậy đó." "Sao chán? Trời ơi, vợ chồng nào mới lấy nhau bộ chồng mấy ăn hiếp mày hay sao mà chán?" "Trời ơi, chồng tao đâu có ăn hiếp tao gì đâu. Tao chán này chán cái chuyện kia kìa. Chỗ chị em phụ nữ mày cứ tâm sự đi. Tao thì kinh nghiệm này mình nha. Có gì tao tâm sự, mày tâm sự tao đi. Rồi có gì á mày không biết á, hay là mày cần những cái kinh nghiệm quý báu gì để tao chỉ cho." Cô này cô tưởng đâu là cái chuyện đó. Thì cái cô bạn cũng mới nói: "Trời ơi trời, ông chồng tao hả, nhìn tướng tá ngon lành đẹp trai gì chứ, trời ơi chán lắm." "Nhưng mà chán là chán làm sao? Mày nói cho tao nghe coi, mày cứ úp ở mở hoài làm tao khó chịu quá. Nói đại đi, sao rồi ông chồng mà nhìn tướng tá đẹp trai, trời ơi nhìn bảnh tỏn hơn chồng tao nhiều luôn, mà sao mà chán? Nói đại đi, trời ơi ngại ngủng gì, bạn bè tao với mày gành với nhau quá rồi, hai người chơi thân nhau lắm. Chơi với nhau từ hồi mà nhỏ xíu xíu, học tiểu học, trung học rồi lên luôn đại học là học chung với nhau không. Thành thử ra là cái chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau như chị em ruột vậy đó. Có gì đâu ngại." Cô này mới nói: "Thì đó, để tôi kể mày nghe. Tao lấy chồng 6 tháng rồi mà vẫn còn zin luôn." "Trời ơi trời, mày lấy chồng 6 tháng mà mày nói là mày còn zin hả? Zin cái móc xì tao nè. Khỉ móc gì mà zin." Cô này cũng không có tin. Thì cô kia cô mới nói: "Mày ơi, trời ơi, tao nói mày nghe. Mày không nghe tao kể thôi, mày nghe mà mày thấy bực lắm. Tao thiệt mày á, chịu không nổi với ông chồng tao luôn. Đâu mày kể tao nghe coi. Sao mà 6 tháng mà còn rin được, mày nói chuyện. Rin cái con khỉ khô chứ rin." "Trời ơi trời, ông chồng tao á, tao nói mày nghe. Nhìn tướng tá ổng bự con vậy đó. Mà tao kể mày nghe cái đêm động phòng ha. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe cái chuyện tình của tao nó lâm ly bi đát lắm. Mà tao kể cho mày nghe từ A đến Z đầy kịch tính, giống như chung phim luôn mà không biết phim gì. Đâu đâu mày kể tao nghe thử coi chứ, tao nghe tao cũng hào hứng, tao tò mò muốn biết quá. Tại sao mà lấy chồng 6 tháng mà còn rin? Vô lý nhỏ này." "Mày nói xạo hay nói thiệt hả? Nói chơi hay nói thiệt?" "Trời ơi, tao nói chuyện tao nói thiệt không chứ nói chơi gì. Bởi vì mày thấy mặt tao không, không có một mùa xuân luôn. Đó, nhìn tao đẹp lồng lộn vậy nè. Mà cái ông chồng nè, thì hả, tao nói trên đời trời đất lần đầu tiên trong cuộc đời tao mới thấy một người đàn ông như vậy luôn. Đâu đâu mày kể tao nghe thôi, mày cứ che than vãn về ông chồng mày hoài nghe chán chết luôn. Bây giờ mày kể tao nghe đi, cái đêm động phòng nó ra thế nào, nó làm sao?" Thì cái cô này cố lắng lỗ tai cũng nghe nhỏ kia nó nói: "Trời ơi, tao nói thiệt với mày, cái đêm động phòng thì cũng giống như bao cặp vợ chồng khác vậy đó. Hai chồng tao cũng tiếp khách cả ngày trời cũng mệt mỏi. Thì tao đi tắm xong rồi tao lên giường tao nằm. Ông chồng tao cũng vậy, tắm xong rồi cũng leo lên giường nằm. Nằm chờ đợi vậy đó, dạng vậy đó. Thì tới khi mà bắt đầu là lâm chặn ha, thì ông chồng tao á, ổng xách cái cây súng nước của ổng." Cái cây súng nước của ổng á, ổng xách hả, tao nói đi đến cửa ha, chưa có kịp vô cửa nhà tao một cái thôi,
là ổng bắn nước ướt nhẹp cửa luôn. Mà tao nói trời trời sao kỳ vậy anh, thì ổng nói đâu có biết đâu, tự nó vậy. Trời trời, không lẽ ông chồng mình ổng còn trẻ vậy mà chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền hả trời? Má này gọi là chưa ra đến chợ đã rơi hết nước. Trời ơi, chưa có vô đến cái cửa là đã bắn ướt nhẹp hết một cái cửa lần vậy đó, chưa vô trong nữa. Tao thử hỏi mày chứ chịu đời sao thấu không? Trời ơi, gì kỳ vậy, sao ông chồng mày sao mà ổng tội nghiệp quá vậy? Rồi sao, rồi diễn biến câu chuyện sau đó mấy ngày sau nữa rồi cũng phải làm lợi chứ, mình thua keo này mình bày keo khác. Mày ơi, tao nói tao thua keo này tao bày cả 100.000 keo rồi mà nó kỳ nào nó cũng y gan vậy à. Chưa có vô tới cửa là đã bắn ướt dẹp cái cửa rồi, lấy đâu mà còn làm con mẹ gì nữa. Trời ơi, bây giờ tao nói thiệt, tao mới lấy chồng 6 tháng vẫn còn ghin luôn. Trời trời, vậy hả? Tội nghiệp mày quá vậy. Bây giờ á, tao nghe cái lời tâm sự của mày tao cũng thấy thương. Thôi bây giờ á, tao nói mày nghe, tao có cái kế hoạch gì nè. Mày á, mày dắt ông chồng mày á lợi nhà tao đi, tao chỉ cho một cái tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu hả? Mày có tuyệt chiêu hả? Tuyệt chiêu gì nói tao nghe coi. Trời ơi, mày mà chỉ tao được cái này là tao cảm ơn mày suốt đời, mang ơn suốt đời luôn á. Thôi bạn bè mà mang ơn gì, ơn nghĩa gì, mày dắt chồng mày á lợi gặp chồng tao để làm chi vậy mày? Thì để á, chồng tao không chỉ cho mấy cái bí kíp. Thôi ông chồng tao không có chịu đâu. Trời ơi, ổng mà sĩ diện dữ lắm luôn, cái chuyện gì chứ chuyện này ổng không chịu lại hỏi học hỏi ai đâu. Vậy thì thôi, giờ tao kêu mày ly dị mẹ đi, chứ còn lấy chồng cái kiểu vậy thôi thôi ở không còn sướng hơn. Chưa đến chợ đã rớt tiền. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em. À, đây là một cái câu chuyện cũng nghe vui thôi quý vị ơi, bởi vì mỗi người mỗi một hoàn cảnh, vợ chồng nào thì cũng có những cái cảnh nó éo le, mà đây là cũng là một cái câu chuyện nó cũng khá là dí dỏm, vui vui chút thôi. À, mang tính chất giải trí quý vị ơi. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều vì đã lắng nghe những câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.